Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình lại tiếp tục mình quay cho các bạn xem về cái vườn bí mà mình đang trồng nha mọi người. Và cái giống hiện tại là mình đang trồng là cái giống là Hưng Nông 368 nha mọi người ha. Cái giống này là trồng khoảng đâu là 65 đến 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi. Còn trước đó thì mình trồng cái giống là trâu vàng với giống là đồng tiền vàng nha mọi người. Thì hai cái giống đó là trồng là khá chất lượng á. Nhưng mà đợt này thì mình trồng mình test thử cái giống là 368, Hưng Nông 368 để coi nó có năng suất hay là không. Và cái vườn bí này các bạn, hiện nay nó cũng đã hơn là 13 ngày rồi. Riêng cái đám bí này ở mình trồng xen canh với cây gốc bưởi á. Còn mấy cái đám bí mà mình trồng riêng ở bên kia á, chút xíu mình quay cho các bạn xem á, là cái đó là có cái thì nó mới được từng, có cái thì nó được 9 ngày. Nói chung là mình trồng cái lón mình trồng nó không có đồng loạt nha các bạn ha. Đây các bạn, để mình đi tới. Bí này thì trồng cơ bản thì nó cũng dễ các bạn, chủ yếu là mình phòng bệnh cái bọ trĩ nè, cũng như là những cách mà nó thun đọt á, rồi xử lý nấm bệnh nè, rồi khi mà nó vàng lá trái lá thì mình cũng phải xịt nó. Thì mình cũng cố gắng thì mình ra những cái video á, mình chia sẻ cho các bạn đăng ký kênh của mình ha, để các bạn có thể là tham khảo ha. Ở đây thì mình sẽ không có hướng dẫn mà mình chỉ làm video mình cho các bạn là tham khảo thôi. Thì khoảng cách trồng thì như lúc nãy mình nói là mình trồng là từ 5 tấc đến 6 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Có chỗ thì mình trồng nó gần hơn á, thì mình sẽ lấy nó cái chèo nó ít lại. Cái nào mà trồng xa, ví dụ như là từ 5 tấc đến 6 tấc á, thì mình lấy là 4 chèo, mình tỉa chèo cho nó ha. Còn mà gần, ví dụ như là trồng 3 tấc á, thì mình sẽ lấy từ 2 chèo trở lại thôi, mình không có lấy nhiều. Mình lấy nhiều quá là nó chằng chịt quá, trái bí của mình nó không có quang hợp được các bạn. Với lại mình xịt sâu này nọ các kiểu các bạn. Đây các bạn xem hai gốc bí của mình nè. Đó. Ở đây là đang trồng xen canh toàn bộ luôn nha các bạn. Trồng xen canh với bưởi. Tại vì mình thấy đất còn trống nhiều quá nên mình chen nó vô luôn. Thì hôm qua mình cũng đã là xịt cỏ cái lưu dẫn cho nó rồi. Ở đây có mấy gốc chanh luôn nữa các bạn, là mình chen nó vô luôn các bạn. Chanh này chanh bông tím. Rơm thì mình cũng đã phủ cho bí rồi nha các bạn ha, để nó giữ được cái độ ẩm các bạn. Khi mà trời mưa hoặc trời nắng gì đó thì nó cũng có được cái độ ẩm, cũng như là mình đã rải lân rồi, nó khử đi cái độ pH á. Còn cái phân bón lót mà hôm bữa để mình chia sẻ cho các bạn đó thì đúng chuẩn là 20-15 với cái phân là bio. Liều lượng là 73. Nhưng mà mình không có bón lót các bạn, mình bón cái phân chuồng quay mục á, mà có ủ với Trico Đạt Ma đó, để mình tiết kiệm được cái tiền phân á, tại vì tiền phân lúc này nó cũng mắc quá. Nên mình sử dụng cái phân chuồng. Nhưng mà mình khi mà mình không có bón lót như vậy các bạn thì mình phải bón định kỳ. Có nghĩa là mình cũng vẫn là bón cái phân 20-15. Đợt này mình bón cái phân 20-15 mà cái loại là một màu các bạn, mình không có bón cái loại mà ba màu. Mình đang test thử các bạn. Thì cái đám ở vườn bưởi này thì mình đã rải phân 20-15 cho nó định kỳ rồi. Thì nó chu kỳ của nó là mình cứ 10 ngày là mình bón lần. Mình bón lần một núm nhỏ thôi các bạn, chứ mình không có bón nhiều nữa các bạn. Chủ yếu là mình đảm bảo cái lượng nước cho nó. Khi mà nó có những cái triệu chứng như là bọ trĩ các bạn thì mình cũng nên là phòng ngừa các bạn. Nó bị vàng lá hơi là nó là triệu chứng là của bọ trĩ đó. Thì mà xịt bọ trĩ các bạn thì các bạn có thể sử dụng thuốc là Confidol nha mọi người ha. Đó, mình sử dụng Confidol ha, mình hoặc là mình cộng với cái thằng Antracon nữa mình cộng ha, cho nó trị các loại bệnh khác luôn. Còn nếu mà chuyên về mà vàng lá các bạn, vàng lá bị trái lá thì mình sử dụng là Nativo ha, cộng với Antracon, hoặc là cộng với xịt co, hoặc là cộng với là tin súp be ha. Thì đó là một trong số loại mà mình xịt nó vàng lá mà mình thấy nó hiệu quả trên cái loại mà dòng lá nhám nha mọi người. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng những cái loại thuốc khác cũng vẫn được nha mọi người ha.
Nhưng mà mình thấy thông thường thì các bạn nên dùng những cái loại thuốc mà dạng cớm á, thì nó sẽ là hiệu quả hơn ha. Còn những cái dòng mà dạng như là dạng mà thuốc mà loại nhũ dầu á, có ký hiệu là EC đó đó các bạn, thì các bạn nên hạn chế ha. Tại vì mình sử dụng những loại thuốc đó mình phải giảm liều, không là nó lại càng thêm trái lá nha. Ở đây gốc bưởi của mình các bạn ha, ở đây mình diệt cỏ đó rồi, nó cũng chết từ từ rồi các bạn. Nhưng mà ở trong cái gốc bí á, thì mình cũng phủ rơm rồi, nói chung là mình cũng bằng cỏ sạch rồi. Đó, các bạn xem cái khoảng cách mình trồng ha, cái khúc này là mình trồng thưa nè. Có một hai cây mình trồng gần thì mình sẽ lấy cái chèo lại, mình lấy nó chèo, cái chèo nó ít lại. Tại vì cái hạt giống này mình mua các bạn thì nó cũng rẻ thôi các bạn, một tép như vậy là 20 hạt mà chỉ có là 11.000 thôi. Và mình mua ở trên Shopee luôn các bạn. Đó, thì bạn nào mà muốn mua giống mình á, thì mình có để cái link ở dưới cái đường bình luận đó, thì các bạn bấm vào cái phần bình luận ha. Thì ở trong đó là nó có cái đường link đó, các bạn nhấp vào, các bạn ghi cái địa chỉ là bạn mua nó được luôn ha. Nó dễ lắm. Và trồng thì nó cũng rất là hiệu quả nha mọi người. Ở đây mình trồng là nó lên hết luôn á. Thì một lỗ như vậy là mình trồng là mình bỏ chỉ có là một hạt thôi, mình không có bỏ nhiều nha mọi người. Nó lên đều hết. Và cái giá thể mà mình trồng các bạn, thì mình chỉ mua cái bao sơ dừa vậy đó, mình về mình liệm nó dưới mương các bạn khoảng 3-4 bữa vậy đó, cho nó khử cái độ chát á, rồi mình lấy mình bỏ hạt vô mình trồng các bạn, vậy là xong à. Chứ lại mình tưới nước đều đều cho nó. Còn mấy bạn kỹ nữa thì các bạn có thể ủ cái hạt giống ha, rồi sau khi á, rồi mình ấy cái sơ dừa đó hoặc là cái cho chấu đó, thì mình có thể là mình trồng nha mọi người ha. Nè, có khúc này mình trồng nó hơi gần các bạn, cái này gần thì mình lấy chèo nó ít lại, mình không có lấy nhiều nha. Mình trồng gần thì là chủ yếu mình lấy đọt các bạn, còn trái thì một dây như vậy mà lấy chỉ giữ lắm là 2-3 trái thôi, chứ mình không có lấy nhiều. Còn mà lấy nhiều chèo thì mình có thể là mình lấy được nhiều trái, nhưng mà mình phải bón phân cho nó đậm tí. Thì thông thường các bạn mình bón cái phân 20-15 là chuẩn rồi, cho cái phần là bón thúc luôn các bạn. Thì phân này nó trên thị trường thì nó rất là nhiều người dùng các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể là tưới DAP cũng vẫn được mọi người. Tưới DAP cũng rất là hiệu quả ha. Mình ngâm cái phân DAP đó rồi mình bỏ vô cái thùng giỏ các bạn, rồi mình tưới nó. Để bây giờ mình sẽ lên cái đám bí ở trên đây mình quay cho các bạn xem ha. Cái đám bí này thì mình trồng sau. Đám bí này nay mới có tầm tuần lễ các bạn. Nó cũng mới ra hai lá đài, cũng như là nó ra những cái lá nhỏ nhỏ thôi, chứ chưa có ra nhiều nữa. Đây các bạn, ở đây thì mình trồng một clip vậy là mình trồng nó là hai hàng nha. Mình cho nó bò qua lại, phản cách thì cũng từ là 4-5 mét nha mọi người ha, 4-5 tấc nha mọi người, mình nói nhầm, 5 mét là xa dữ, nó xa dữ lắm luôn á. Đây các bạn, mình nhìn cái khoảng cách nè, nó. Thì giá bí thì bây giờ thì mình cập nhật được của mấy ông anh mình trồng thì giá nó cũng tầm là 5-6 ngàn nha mọi người ha, nó cũng dao động lắm. Thời gian trước thì nó mắc các bạn, nó khoảng đâu 8.000 mấy luôn á, 8.500 luôn á, có mấy lần mình thu hoạch đó các bạn là 8.500 luôn á. Có mấy cấp này nó rẻ, nhà vườn bán nó rẻ quá. Nhưng mà vẫn trồng nha mọi người ha, là do dịch bệnh mà mấy lái người ta ép giá đó. Để mình đi quay và xem, hồi nãy mình mới tưới nè, nên có nước. Thì cái này một ngày là mình tưới cũng 2 lần nha mọi người. Mình tưới lúc buổi sáng nè, với buổi chiều các bạn, khoảng 4 giờ là mình bắt đầu mình tưới nữa. Thì cái khúc này mình tưới bằng cái hệ thống ống nước. Còn cái khúc mà bên đám bưởi các bạn là mình tưới bằng thùng dồi luôn á, mình tưới tay luôn á. Bên bển thì mình chưa có đi được cái hệ thống ống nước á. Đây các bạn xem bí của mình ha. Mình còn cái một bờ ở trong cái bờ thành nữa, để chúng mình đi tới mình quay cho các bạn xem cái phần đó. Thì cái bên bển thì mình cũng mấy video trước á, mình cũng có quay cho các bạn xem rồi. Các bạn nào mới á, thì các bạn có thể là xem lại ha, trong phần danh sách phát á. Mình chia sẻ video về bí hồ lô, mình cũng chia sẻ từ phần hết để cho nó kỹ các bạn, để các bạn có thể là tham khảo ha. Thì thời gian này thì mình trồng bí, mình chia sẻ cho các bạn về cây bí, xong đợt bí xong rồi mình chắc mình trồng qua cái cây khác.
Để giờ mình vô trong đây để mình quay cho các bạn xem ha. Ở đây mình cũng tưới bằng hệ thống luôn các bạn, hệ thống ống nước luôn. Sáng mình mới tưới đó. Bí trong đây thì mình mần cỏ sạch rồi, nó lên cũng khá đều các bạn. Rất là đẹp luôn. Mình đang có trồng một bờ bí bí đao nữa ở phần lón xen canh với cây chanh bên kia nữa các bạn. Thì đợi bà bí rợ của mình á, bí đao của mình á mà nó ra trái đó, mình nó lớn lớn xíu mình cũng quay mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cơ bản thì cách trồng thì nó cũng giống nhau các bạn. Thì nó cũng thuộc dạng họ bí cũng như là dòng lá nhám đó. Thành ra rất là dễ trồng. Chủ yếu là sâu với rầy này nọ với bọ trĩ thôi. Cái con bọ trĩ nó rất là độc nha mọi người ha. Mọi người mà không có phòng bệnh đó thì nó rất là dễ là cái đọt bí của mình á, nó rất là dễ bị thung đọt nó. Thì trong cái trường hợp mà nó bị thung các bạn thì các bạn cứ xịt cái thằng Nativo đi với thằng Antracon á, rồi cộng thêm cái gói là nửa gói thôi các bạn, nửa gói Rorip là của thằng GA3 đó. Mình xịt ha là nó ngóng đầu nó bò ghê lắm. Các bạn có thể mua ở ngoài tiệm vật tư nông nghiệp ha. Mình ra mình nói GA3 Rorip á, mình xịt cho nó là hiệu quả lắm, nó bò ghê lắm. Cái đó đối với những cái người bạn nào mà trồng bí mà nó không có bò đó, thì các bạn nào mà xem tới gần hết cái video này thì các bạn sẽ biết. Còn những cái video đầu mình không có nói đó. Đây các bạn bí của mình nha mọi người ha, nay cũng lên cũng ngon ngon rồi đó. Cái này thì nó chưa có lá nhiều, ở đây mới có hai lá đài với thêm mấy cái nách lá nhỏ à. Này mình trồng sau thì mình trồng nó không có kịp với các bạn, mình nhiều công chuyện quá. Đấy các bạn xem ha, đó trải dài luôn nha mọi người ha. Đó mình cũng trồng cái đám bí này thì nó sát lộ, có bờ thành che lại nên cũng rất là an toàn, khi mà không sợ ăn trộm ăn trích gì nữa. Đây để mình quay lại các bạn, để mình đi lên vô bờ, chắc mình kết thúc cái video này nha mọi người ha. Nay là quay cũng hết cái đám bí hồ lô của mình cho các bạn xem rồi. Như là chia sẻ cho bạn một số kinh nghiệm của mình thôi. Bạn nào thấy hay thì hãy like, subscribe kênh của mình ha. Mình ra những cái video tương tự cho các bạn xem. Đấy. Thôi thì mình xin được mến chào nha mọi người ha. Mình dừng.